chào mọi người nha. Hôm nay mình ra biển chơi nè. Thì hôm nay là đánh dấu vào mùa hè ở tháng 7 nha. Thì hiện tại là đang mở lễ khai mạc biển ở Hàn Quốc nha các bạn. Thì hôm nay là mình đi trúng ngay cái ngày lễ khai mạc biển nè, cho mọi người chơi nè, đánh dấu vào mùa hè các bạn. Thì hiện tại thì mình vừa tới biển, thì bây giờ hiện tại là mình đi mướn dù. Nhưng mà bây giờ hôm nay người ta đi rất là đông nên là dù nó cho muốn hết rồi. Bây giờ mình đang thuê một cây dù rồi mình kêu cái chú dù này cầm cái dù ở đây cho mình. Đó. Cái dù như thế này với một miếng chải là 14 đô nha mọi người. 14 đô. Đây là chị dâu mình, anh trai mình và cháu mình. Ngoan ghê không, cầm cái cây chụp hình cho mẹ nữa kìa. Đây. Nước nước rút cũng lâu rồi nghe các bạn. Thì hiện tại thì nước đang chuẩn bị lên. Nên mình kêu người ta giờ dù á xuống xích cái dưới phía biển ở dưới kia, nhưng mà người ta nói nước sắp lên rồi. Thì cao lắm là nửa tiếng nữa là nước nó lên tới trên đây nên là không có không có giờ xuống dưới được, mất công hồi nửa tiếng nữa xuống giờ lên nữa. Thì hiện tại thì mình đang ở dưới mấy biển, bây giờ mình lên mình quay lễ khai mạc biển cho các bạn xem nha. Giờ sẵn đi thay đồ bơi luôn. Đây là biển Taean nha các bạn, đây là Beach Taean in Korea nha các bạn. Đây con cháu mình lại quay, con cháu mình nó ra ngoài cát rồi, nó thích lắm luôn. Đây nè, mới gặp cát rồi ngồi nó bơi rồi nè. Đấy, ngồi nó bơi cát rồi đó. Mẹ nó mới bắt giờ thay đồ. Ở đây là một cái phần, một góc biển nhỏ thôi nha các bạn, ở Hàn Quốc. Là cái chú cầm cái khoan đi cắm dù, ai thuê dù thì khoan lỗ cắm. Ok Tư ơi, để mình đi kêu chị mình, sẵn mình đi quay lên quay lễ khai mạc cho các bạn xem. Từ đây tới khuya là vui dữ lắm luôn, có bắn pháo bông nữa các bạn ạ. Tại vì lễ khai mạc biển là có bắn pháo bông nữa và có ca sĩ hát nữa các bạn. Tư ơi, tôi đi lên chảnh trước nha, hồi lên thay đồ luôn. Đây, hiện tại là Hàn Quốc nó đã xả, người ta nói tiếng Việt Nam mà nó là xả vàng đó các bạn, không còn đeo khẩu trang nữa. Ok, giờ mình lên quay lễ khai mạc cho các bạn xem nha, đang chuẩn bị lễ khai mạc biển. Thì có lẽ hồi nãy là mình quay lễ khai mạc trước cho các bạn xem, nhưng mà mình trước tiên mình muốn quay lễ khai mạc thì mình cần chỗ để đồ, giờ cho con cháu mình nó ngồi nó chơi trước đã. Thì bây giờ là mình đã thuê được dù rồi, thì bây giờ mình lên mình quay lễ khai mạc cho các bạn xem. Bây giờ nếu mà các bạn nào mà có sở thích đi, du lịch ở Hàn Quốc thì các bạn cứ vô tư qua đây chơi nha. Hàn Quốc hiện tại thì dịch nó rất là không còn nhiều nữa, thì nó đang mở rộng ra, thì không cần phải đeo khẩu trang trở lại bình thường, nói chung là trở lại bình thường nha các bạn. Thank you.
này là khu ăn uống và trò chơi nha các bạn. Buổi tối sẽ rất là đẹp. Ok, bây giờ mình đánh dấu quay tới đây nha. Quay trở lại. Đây, sân khấu ở đây nè các bạn. Đây, ở dưới đây là một đường lộ nha. Nhưng hiện tại buổi tối nó sẽ dành cho sân khấu, cho nên giờ này thì chưa có khách ngồi nên là dẫn cho xe đi gai vào nha. Nhưng mà buổi tối thì không cho vào nha. Để mình kéo sát lại sân khấu cho các bạn xem nha. 네, 박사 분이세요. 감사합니다. 자, 이번에는 khai mạc biển nha các bạn. 우리 그 추억의 잠기는 그 시간으로 가보겠습니다. 자, 포커스 메들리. 가보겠습니다. 저요 yeah, yeah, Channel nha.